Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở phía trước là di tích lịch sử văn hóa quốc gia là đình Nguyễn Trọng Chất quý vị. Đây là phía trước cổng của đình thờ Nguyễn Trọng Chất. Sau đây Lâm sẽ đi vào phía trong và xin giới thiệu với quý vị là một trong những cái hoạt động diễn ra thường xuyên, đó là cái tổ thuốc nam ở trong đền Nguyễn Trọng Chất nha quý vị. Mời quý vị cùng Lâm đi vào phía trong. Khi mà đi từ ngoài vào thì chúng ta quẹo bên tay phải thì sẽ vào khu thuốc nam của đình Nguyễn Trọng Chất. Ở đây thì có rất nhiều xe cộ của các bác, các cô, các chú để mà vào phòng thuốc nam của tù. Đây, ở đây có rất nhiều các nguyên liệu dùng để chế biến thuốc đang được các cô chú phơi ở ngoài này. Sau đây mời quý vị cùng đi vòng rồi đi vào phía trong của phòng thuốc nam nha quý vị. Ủa bà ơi, là bà người ở xa lại để mà vô phòng thuốc nam? Dạ, à? Ở An Minh. An Minh luôn hả? À, dạ, bà sao mà biết tới đây lận? Có đi lót thuốc đi ngoài à? À, vậy là tháng mình đi mấy lần không cô? À, nhiều khi tháng đi 2 lần cũng có, nhiều khi đi 3 lần cũng có. À, ở hết thuốc rồi mình đi. Rồi dạo này mình thấy đỡ không? Đỡ chứ, thuốc này được đó, khỏe. Rồi có nghĩa là miễn phí hoàn toàn hay là sao? Miễn phí hoàn toàn. Rồi các thường là cô đi một mình hay là cô đi với ai? Như là có con ở nhà thì con nó chở, còn không có thì mình đi xe đơn. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Bác ơi, cho con hỏi chút được không? Dạ, mà bác làm cái này là lâu chưa bác? Đúng mấy năm rồi. Mười mấy năm nay hả? Là bữa nào cũng vô làm hay là? Bữa nào cũng vô làm. À, dạ. Chỉ có chủ nhật là nghỉ thôi. Dạ. Ủa là bác là người ở đây luôn hả bác? Hả? Bác là người ở đây luôn hả? À, dạ. Vậy là tham gia giống như là để cho ấy thôi hả bác? Nói chung là tham gia là mình nói chung là mình có bồi dưỡng. À, cũng có bồi dưỡng hả bác? Dạ. Nhưng mà thích công việc nên làm thôi hả bác, chứ cái này con nghĩ là bồi dưỡng cũng đâu có bao nhiêu. Không, nói chung là dạ, thích công việc thì làm thôi, phải không? Dạ. Dạ rồi. Cái này là khi mà làm là ăn phần thủ đô rồi đó. Dạ. Sau đây mời quý vị cùng với Lâm đi vào phía trong cái khu vực chế biến các loại thuốc này nhé.
cho con hỏi là hai bác là người ở đây luôn hả? Ở đây nè. Dạ. À, bữa nào cũng vô làm. À, ngày nào cũng vô làm, chỉ ngày chủ nhật với ngày lễ mới nghỉ thôi. À dạ. Cái này là mình đang chế biến cái. Cái này là hút thuốc thang có, mà làm thuốc viên cũng có nữa. Thuốc viên luôn hả bác? À, xây dạ. Tán ra tại nó nhiều thôi, nhiều vị thuốc lắm mới làm thành viên thuốc. Dạ. Ủa là cái này là bác làm ở đây là bao lâu rồi bác? Mới có 28 năm. Vậy là cũng đâu có được đồ dưỡng như thế không? Làm bao giờ tháng thì hồi đó có mấy chục ngàn, bây giờ được 600 mấy ngàn. Dạ, tháng á. Dạ. Có bao cơm gì không hay là? Có ăn cơm trưa ở đây nè. À, ăn cơm trưa ở đây luôn hả bác? Sáng ăn ở nhà, chiều ăn ở nhà, trưa ăn ở đình. Dạ. Cơm đình. Mà cơm hay cơm chay đó có không bác? Ở đây cơm chay có, mặn có. À, mặn cũng nhưng có. Mà ăn chay thì có cơm chay, ăn mặn có mặn. Vậy đó. À, dạ. Bác chay cũng vậy luôn hả bác chay? Tôi hả? Cái này, dạ. Cái này bác Năm. À bác Năm cũng vậy luôn hả? Là cũng dạ tôi ăn cơm đình công à. Ừ. Ở dạ, đây có bác có hai mười mấy năm à. Như gì bác ba thấy nhiều hơn chứ. Dạ. Dạ. Phòng thuốc năm nay mở được 28 năm rồi, là tôi có mặt tới giờ luôn. À dạ. Bây giờ nó cứ nghe là cứ ra quay á ba thuốc viên trước lộ nè. Có mấy lộ này nè, phơi thuốc viên dài dài nó trăm mấy nia đây rồi đó đó. Rồi rồi. Là tôi chỉ trách nhiệm về thuốc viên đó. Rồi để kể. Ở trên phòng thuốc trên kia là phát loại 8 loại thuốc gói thuốc viên là tôi làm, chỉ trách nhiệm thuốc đó. Ôi trời. Giỏi quá. Dạ. Có cái vô làm ở cái nghề học nghề. Dạ. Nó dễ biết. Còn những cái nguyên liệu này là các cô bác kia đi lấy hay là sao không bác? Cái này cái loại nhiều loại thuốc ngoài này nó cưng thấy đấy là người ta cho cũng có mà mình tự đây đi kiếm cũng có. Mình tự đi kiếm luôn. Cũng có nữa. Mà ở đây là cái thuốc này là bây giờ ở đây mình có nhiều cái tổ thuốc. Các huyện người ta ta kiếm xong cái mình đây mình lấy xe đi chở về. À mình đi, mình về cái đó là cái tổ. Cái đó ở đây là đó đó bây giờ mấy cô đó mấy gì đó nó chặt đó. Chặt rồi cái có. Dạ dạ. À dạ. Mấy bác ở đây chắc làm cũng con thấy có tuổi hết chứ cũng làm lâu lắm hả bác? Ừ, này xem người. Dạ. Rồi, để tới rồi. À dạ. Vậy thôi, dạ, cho mấy hàng ra chút xíu. Để con bé qua ngoài kia quay. Dạ. Quay đi. Để tới rồi. Sau đây mời quý vị cùng Lâm qua tham quan những cái vị thuốc viên mà bác ấy vừa nói đó quý vị. Đây là khu vực đường Mạc Đình Chi nè quý vị. Đây là những cái quỹ thuốc viên mà bác vừa kể với mình. Đây có cái mùi rất là đặc trưng. Khi mà ở vào là chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết được cái loại thuốc này là thuốc Nam hay là thuốc Bắc liền rồi quý vị. Đây, chúng ta thấy một hàng dài toàn là những cái nia để mà chứa những cái loại thuốc bột rồi đó vị. Rồi sau đây mời vào cái những cái khu vực mà đang chế biến đó quý vị. Bác ơi, cho con hỏi cái được không? Là bác là người ở đây luôn hả?
bán ở chợ đêm á. À, chị là chợ trái cây đúng không? Chợ đêm ăn quà, mình nơi cái chân cái cuốn đường đó. Rồi, biết rồi, cuốn đó. Bán ở đó đó. Bởi vì mới có thời gian con nghề đi làm. Là chị... đâu lại? Em ở Rạch Giá này. Dạ nè. Để tôi quay clip để gửi cho các cô bác ở xa xứ người ta coi cái hoạt động ở quê hương của mình đó. Dạ. Rồi, em cảm ơn ạ. Con cảm ơn cô. Yeah.
mươi mấy năm rồi đó con. Ở đây con thấy có bác lộn 28 năm. Bác lộn 28 năm ngoài kia. Đây có, ở ngoài là mình còn lâu hơn nữa. Đó là khu vực để mà chứa gỗ. Hả? Cô làm được mấy năm rồi cô? Cô làm được 17 năm rồi. Còn cô làm được mấy năm? Cũng chung. Chung luôn hả? Dạ. À, con ở đâu lại? Con giá này. Hả? 10 năm rồi cưng. Chắc sao con quen quá vậy ta? Con làm mấy cái bóng sự về chợ với bên nào? Dạ. Con làm bên nào? Con làm bóng sự về cánh chợ, cánh này. Bóng sự. Vui không có thuốc là buồn. Bữa nào có thuốc buồn lắm mà bữa nào không đi cũng buồn. Dạ. Có nghĩa là mình làm tới mấy giờ chiều mình mới nghỉ lần cơm chút nữa. Trở lại rồi, 12 giờ trở lại nghỉ rồi. Bữa giờ là làm một buổi một ngày hết cô. Buổi. Nhưng mà buổi chiều là có làm nữa không hay? À, hồi xưa cô làm 15 giờ trước á thì có. Dạ. Làm tới chiều. Nhưng mà bây giờ người ta đã thấy thuốc nghèo chứ phơi nó hơi cực á, người ta nói thôi phơi làm đủ buổi thôi rồi về đặt ta còn nghỉ ngơi. Chiều lấy thuốc nữa, thuốc nhiều lắm. Hồi xưa thuốc ít thì làm tới chiều. Ủa cô, chị làm mấy cái đó là dùng để chế biến nấu? Không, cái đó nó phụ nấu cơm. Nấu cơm ở đây. Chứ không phải là để chế biến cái này. Không, à, cái đó là củi để à. Nấu cơm nặng trưa nè, ta nấu cơm cho mình ăn. À, nấu cơm rồi mình ta kêu vô hết ăn, ai ăn 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 đi về. Vậy đó. Vui lắm rồi giờ. Bà làm được mấy năm rồi bà? 25 năm rồi. 25 năm rồi. Dạ. À. Bà là người ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Còn bà là được hai mấy năm hả? Ừ, bà được hai mấy năm. Bà đó với tôi đây nè làm. Bà đi chung. Bác chú. Đó rồi đó con. Chú ở đâu mình đi quay đây. Ở đây rồi chú quay đây cắm một cái đít gì mà chú quay. À, con quay để cho các cô bác ở xa người Việt có xa xứ người ta coi. À, người ở bên Mỹ coi. Dạ các cô bác coi, chẳng hạn người ở tỉnh bạn nè, ở nước ngoài Mỹ hay là Canada hay Úc hay gì đó. Đây luôn rồi, sẵn rồi đó, hỏi luôn. À, là bác cũng làm ở đây được bao lâu rồi bác? Tôi làm đây là tuổi già, năm nay là mấy chục năm rồi. Mấy năm hết giờ. Không có ai nhỏ hết, nhưng mà cái số lòng mà. Hồi đó đó, chặt mày gốc da mày. Nhưng mà chú quay cái đây, chú gửi về bên Mỹ phải không? Dạ, đúng rồi. Cho bà con để mà quay rồi xin tiền đem về đây hay sao? Tôi hỏi cái đâu đó được quà, phải nói trả lại tôi. Dạ, đâu có. Có nghĩa là cho người ta coi. Cái đó tôi không phải là tôi tầm hỏi chú, nhưng mà cái này tôi hỏi đâu ra đó nhiều người quay để gửi về bển rồi lấy cái cớ này xin tiền gửi không. Nhưng mà nhiều người lắm. Ủa bác ơi, hết giờ làm rồi hả? Dạ, thì cũng 9 giờ mấy rồi. À, dạ. Cũng còn 1 tiếng mấy nữa. Ơi, con vô đây con quay ở đây. Dạ. Đây là cái chỗ phòng khám nè quý vị. Ý phòng khám ở đâu đó? Đây là phòng chức năng. Dạ, dạ. À, đi. Dạ.
đây là khu vực khám bệnh nè quý vị. Không có quay khu vực khám bệnh. Dạ. Bác ơi, bác làm được lâu chưa? Cũng 8 năm rồi. Là còn là gọi là có tuổi ngày không? Bác, dạ. Bác làm lâu chưa bác? 12 năm. Ồ. Dạ. Lâu năm không ạ? Dạ con kém bà kia. Tự nhiên đi. Bác ơi, bác làm cái này là bao lâu rồi bác? Con không lâu gì đâu. Mười mấy năm. Dạ. Mà thông thường là mình làm tới mấy giờ mình nghỉ bác? 10 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ. Cái này là tôi đưa cái nè này gần 40 năm rồi. À, con nhớ bác rồi. Bác có nhớ con không? Nghe nào. Bác ơi, bác làm này. Thuốc ở phòng thuốc nam này quý vị. Dạ con ở đây. Dạ con giới thiệu về các hoạt động ở địa phương rồi các chợ có các xây gì không? Dạ không. Không thì ra ngoài vừa ở đây ta bóc thuốc da búa. Dạ. Dạ không. Mày quay chị quay mà vậy trong năm. Có cả mấy cái đứng hiện tại vậy nè. Qua đây má ơi. Bác ơi, bác làm này được lâu chưa bác? Không biết rồi bạn á. Lâu rồi, cái chụp đặt rồi.